đó là từ cancer. Cancer là cái từ có nguồn gốc của Hy Lạp xa xưa. Người ta thấy nó giống hệt cái con cua. Một cái ung thư khi mổ nó ra nó như con cua, có nghĩa là nó rễ tùm lum. Để đạt được cái điều kiện đó thì bắt buộc nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái tế bào của nó tự nhân lên rất là nhiều. Thế là gọi là hyperplasia. Và cái gì nữa là cái nhân của nó giống như hột cóc. Người ta gọi nó là dysplasia. Như vậy, để một cách đơn giản cho những sinh viên y một làm quen với tiếng Hy Lạp Latin, người ta sẽ dạy cho các bạn bằng hình ảnh thay vì bằng chữ nghĩa. Như vậy khi các bạn nghe nói cái cancer thì các bạn nhớ cái nhân của nó như là cái hột cóc, đó là dysplasia. Và ở đó nó phải thuộc được năm từ. Từ thứ nhất là malignant, có nghĩa là ác tính. Từ thứ hai là metastasis, có nghĩa là di căn. Di căn không phải là tiếng Việt, di căn là tiếng Hán. Di là đi, căn là cái gốc. Tức là em bỏ xứ em đi, em không còn ở là cái chỗ cùng nhau các rốn nữa, người ta gọi là di căn. Từ kế tiếp đó là mutation. Hiện nay trong y khoa, người ta không chấp nhận từ đột biến có lợi. Hay chồng lùn đẻ ra đứa con cao rồi nói là đột biến có lợi, hay chồng tóc ảnh đẻ ra con tóc xanh rồi nói là đột biến mutation, hay chồng lỗ mũi xẹp đẻ con lỗ mũi cao rồi nói là mutation. No. Một khi mutation nó nằm trong bài cancer, được chưa? Từ ngày xuất lên các bạn đừng xài từ mutation ở một chỗ nào đó bình thường. Giữa một bầy gà màu đen có một con gà màu trắng, đừng nói là đột biến. Trong trường hợp đó không phải là mutation mà là polymorphism. Ngày xưa lớp 8, lớp 9, lớp 10 các bạn vẫn được dạy đó là đột biến. Hiện nay người ta gọi nó là polymorphism. Từ kế tiếp đó là carcinogen. Carcinogen là chất sinh ung. Có nghĩa là nếu như các bạn đứng trước cái chất gì đó mà ăn vào có khả năng các bạn bị ung thư, thì người ta gọi chất đó là carcinogen. Ví dụ như hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, thì người ta gọi thuốc lá là carcinogen. Mà ăn cái gì đó có thể bị ung thư dạ dày, thì người ta gọi cái đó là carcinogen. Bạn tiếp xúc nhiều với tia nắng mặt trời có nhiều UV, các bạn có thể bị ung thư da, vì người ta gọi cái tia nắng mặt trời có nhiều UV đó là carcinogen. Và từ cuối cùng các bạn học đó là chemotherapy. Chemo là hóa học, therapy là trị liệu. Chemotherapy ta gọi qua tiếng Hán đó là hóa liệu pháp. Hóa liệu pháp là cách gọi của tiếng Hán, không có gọi bằng tiếng Việt. Và hồi nãy thầy có nói về mặt nguyên tắc, những từ nào mà tiếng Việt đã có thì đừng xài tiếng Hán nữa. Tuy nhiên hiện nay còn rất nhiều từ chưa có tiếng Việt thay thế. Ví dụ như là từ tinh thủy, ví dụ như là từ hạnh phúc, ví dụ như là từ hối lộ, ví dụ như từ tham nhũng. Đó là những từ mà tiếng Việt chưa có. Cho nên tạm thời chúng ta vẫn còn xài tiếng Hán. Rồi các bạn sẽ chèn tiếng Anh vô và chèn thêm tiếng Pháp vô nữa thì nó sẽ càng chính xác hơn. Như vậy, đây là cách để học từ cancer. Rồi, chúng ta dừng lại đây.